về tới nhà rồi. Khoan, chấm chớp. Ủa, có chuyện gì vậy Su Lì? Gì vậy? Mình vừa thấy cái gì đó. Mình không thấy gì đâu. Có cái gì đó không ổn rồi. Ôi, Su Lì, đợi mình với. Có chuyện gì Su Lì? Cậu đứng yên nha. Con làm gì Su Lì? Không ổn rồi. Nguồn nước này nhiễm quá nhiều chất độc với lại kim loại nặng nữa. Cái gì vậy? Ủa sao bình thường mình thấy con cá này nó màu xanh, sao giờ nó lại màu đỏ? Vậy là gia đình nông dân siêu phàm đã mất đi năng lực siêu phàm rồi. Và theo như ta tính toán thì ngày hôm nay sẽ là ngày chúng nó mất đi năng lực. Tuyệt lắm. Vậy là kể từ nay ta không còn đi thi cày ruộng với vắt sữa cùng tên nông dân đó nữa rồi. Ủa, Bụi ơi, Bụi, sao mà không chịu dọn dẹp gì hết trơn vậy nè? Bụi ơi, đi đâu vậy ta? Chưa có bữa ăn sáng nữa hả mama? Xin lỗi ba, để em làm liền. Chẳng biết Bụi đi đâu nữa, sáng nay em không thấy. Ui, chắc là ham chơi rồi đi lạc ở đâu đó thôi, em đừng lo lắng quá. Để anh uống một ly sữa sô-cô-la lúa mạch là đủ dinh dưỡng cho buổi sáng rồi. Cô Lô, hãy chuẩn bị một ngày đầy năng suất nào. Cô Lô à. Ủa sao kỳ vậy ta? Ở trong đó không có ông Bụi, ra đây cũng không có ông Cô Lô. Chẳng lẽ hai ông này đi chơi chung rồi bị lạc chung? Cô Lô. Hay quá chị Siêu Lì ơi, chị đã có thể tổng hợp các kháng thể trong rau củ quả một cách linh hoạt hơn rồi đó. Ừ, như vậy á là chỉ còn một chiếc khiên ngũ sắc sẽ có thể bảo vệ mọi người khỏi mọi tác nhân từ bên ngoài á. Nhưng mà mình thấy á, với chiếc cỏ như thế này thì chỉ bảo vệ được một người thôi. Trời ơi, người ta đã nói á là đang trong thời kỳ thử nghiệm, chưa hoàn thiện đâu. Sao cháu gái thấy chúng ta thế nào? Mấy cậu làm cái gì vậy? Bộ sáng sớm á mấy cậu đã muốn cho con xem siêu nhân gao hả? Siêu nhân gao? Không, các cậu đến đây để bảo gia đình ông dân siêu phàm quỳ xuống xin tha mạng. Lại có chuyện gì nữa đây trời? Nè nhóc con, đừng có nhiều lời, mau kêu gia đình nông dân siêu phàm qua đây để ta trừng trị. Mẹ ơi, chuyện gì nữa đây? Nè ông Bụi, ông đi đâu từ hôm qua tới giờ? Ông có biết là tôi lo lắng lắm hay không? Nè đi chợ giúp cho tôi đi. Đi chợ. Lão Bụi, ông làm cái quái gì vậy? Là sao? Muốn gì tôi muốn chắc. Lão Bụi, ngươi là ác nhân, mang lại sự ô nhiễm,
chứ không phải là oxygen. À, quên. Bắt đầu từ bây giờ, ta là hội ác nhân sẽ mang lại sự thảm bại cho đám nông dân siêu phàm. Ủa, cô Lô, ông Bụi, hai ông tìm được đường về nhà rồi hả? Mà tối qua tới giờ hai ông đi đâu vậy? Nè, ta nói cho nhà ngươi biết, ta không còn làm giúp việc cho nhà ngươi nữa. Đừng có mơ kêu ta một ngày cày 5 mẫu ruộng, định bóc lột sức lao động của ta à? Mơ đi. Khẩu khí đó ha, gia đình nông dân siêu phàm. Ủa gì kỳ vậy? Các ngươi đã bị bọn ta triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh rồi. Nếu như bây giờ không quỳ xuống đây xin tha mạng thì chỉ có nhận lấy thất bại ê chề. Đây, chuẩn bị sẵn rồi. Đây là cờ trắng cho các ngươi thất bại đây. Cảm ơn ông Bụi nha, công nhận ông chu đáo thiệt, cái cờ thiệt là to ha. Chứ sao, thất bại cũng phải long trọng chứ. Cái cờ to này hả? Để dành cho tụi nhóm ông Tài đi. Nè, tại sao bà vợ của ông kéo lão Bụi đi đâu vậy? Hả? Muốn đi theo chung không? Không. Hay quá ba mẹ ơi, chúng ta chiến thắng rồi. Chiến thắng rồi. Ủa sao một ngày mà quá nhiều sự mất mát vậy? Ủa là sao? Ủa con cá robot ta thả xuống là nó phải gây ô nhiễm nguồn nước, dẫn tới ô nhiễm thảm thực vật, rồi phải dẫn tới ô nhiễm nguồn sữa. Vậy mà tại sao các ngươi lại không hề suy xẻn? Ông cũng muốn biết lý do tại sao không hả? Ủa sao bình thường mình thấy nó màu xanh, sao giờ nó lại màu đỏ? Chớp chớp, mình đã biết cơ chế hoạt động của con cá này rồi. Đây là con cá robot, nó hoạt động theo hai chiều. Thứ nhất á, nếu là vào ban ngày thì có ánh sáng đúng không, thì nó sẽ là một cái máy lọc nước vô cùng hiệu quả. Còn ban đêm không có ánh sáng thì nó sẽ bật công tắc, thải ra những chất độc cho hồ nước này á. Đây là nguyên nhân làm cho đám cỏ bị giảm chất lượng mà ba mẹ tôi thì không ra. Hình như là vậy á. Hỏa nhân thật là quá đáng. Tôi chắc chắn với bạn luôn, cái này chỉ có do hỏa nhân làm để hại gia đình tôi thôi. Ê, cậu định đi đâu vậy? Thì đi vạch mặt hỏa nhân chứ làm cái gì? Đừng, nghe theo tôi đi, tôi có cách. Cậu, con đã phát hiện ra cơ chế hoạt động của con cá này rồi. Và ban ngày á, nó sẽ là một cái máy lọc nước vô cùng hiệu quả. Nhưng mà khi về ban đêm thì nó sẽ là một cái thứ mà tiết ra những chất độc làm hại cho nguồn nước. Vì thế con với Chớp Chớp đã bàn với nhau rằng buổi sáng thì tụi con sẽ thả con cá này xuống nguồn nước, còn buổi tối thì tụi con sẽ cất nó vào. Ba à, đừng nghe lời con nít đó bậy. Cậu có thể sống chung với gia đình nông dân sư phạm một cách hòa bình được không? Con thấy mấy ngày trước vẫn ok mà. Ok hả? Bọn ác nhân chúng ta không bao giờ sống chung với lũ nông dân siêu phàm này được. Ha, đừng có hòng. Muốn làm gì thì làm đi. Thường quá. Không xuống. Nè nè mấy chú ơi, mấy chú nhớ quay lại lẹ lẹ giùm con cái nha. Mấy chú phải trồng lại chậu hoa của con đó, nghe chưa? Mẹ về rồi đây. Mama, cảm ơn các con nha. Nếu không nhờ các con hiến kế, chúng ta không thể nào thắng được cái bọn ác nhân xấu xí độc ác đó. Nhưng ba nghĩ đã đến lúc chúng ta phải cải tiến giống cỏ mới, sao cho có chất đề kháng thật tốt, không bị tác động bên ngoài của môi trường. Có như vậy thì đàn bò mới cho ra được những sữa tốt, nâng cao sức khỏe được. Dạ,
tụi con sẽ giúp cô chú hai tay chân luôn. Con cũng vậy. Con cũng vậy nè. Được, vậy thì cả nhà chúng ta cùng nhau làm thôi. Làm thôi. Yeah. Đánh bại gia đình nông dân siêu phàm, đánh bại gia đình nông dân siêu phàm, đánh bại gia đình nông dân siêu phàm. Ồn ào quá. Tại sao vậy? Tại sao ta lại không sửa được cái cỗ máy triệt tiêu năng lượng này? Tại sao ta sai ở cái chỗ nào? Ai chọi ta vậy? Bối, hả? Sao cao vậy? Ta có biết đâu. Khoan. Hả? Sao cười vậy? Tự nhiên, tôi thấy cơ thể tôi tràn đầy sinh lực nha. Hai người được như vậy tất cả là nhờ vào ta hết đó. Tại sao? Ta hiểu rồi. Lúc nãy trong quá trình sửa chiếc máy triệt tiêu năng lượng bằng một cách nào đó ta ăn hơn, ta đã sửa nó thành một cỗ máy kích thích năng lượng tà ác của hai người, nên hai người mới đạt được trạng thái khỏe mạnh như bây giờ. Và bây giờ thì chúng ta đã có cách đối phó với gia đình nông dân siêu phàm. Tiến sĩ Đơn, tự nhiên ta nảy ra được một kế hoạch. Ủa, kế hoạch gì vậy? Ủa mà rồi to hơn, tràn đầy năng lượng hơn, có chắc thắng người ta không? Kế hoạch đó là một chiêu tức tác. Ghê vậy. Dinh dưỡng trong các loại cỏ này thật thần kỳ, không những có giá trị dinh dưỡng cao mà còn có thể phát triển rất là tốt nữa, kể cả trong môi trường và thời tiết không thuận lợi. Ừ, không khí ở đây thích thiệt ha. Vậy bạn chỉ đến ở với gia đình mình đi. Hả? Bạn nói cái gì vậy? Thì tại bạn chưa tìm được ba, với lại bạn không có người thân bên cạnh nữa. Nhưng mà bạn vẫn là thành viên trong gia đình nông dân siêu phàm mà. Gia đình mình bạn biết bạn tới ở chung á, bạn họ sẽ vui lắm luôn. Phải đó Siêu Ly, gia đình chúng ta lúc nào cũng chào đón con hết. Còn cô thì luôn nghĩ là ước gì cô có thêm một đứa con gái nữa thì thật là tuyệt. Yeah, em cũng muốn có chị gái. Nhưng mà đó là trong trường hợp bạn muốn thôi. À, mình muốn, đương nhiên mình đồng ý rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn chất chất. Vậy từ nay chị là chị gái của em nha. Vậy là đã xong, chỉ còn mấy chậu cây nữa thôi. Nếu như mà mình sử dụng beta-glucan có sẵn trong nấm á, thì liệu mình có hoàn thành được công thức miễn dịch chuẩn 5 sao không ta? Là chớp chớp hả? Cậu đã dọn đồ xong hết chưa? Không nên hối phái nữ khi người ta đang soạn đồ. Nhanh lên nha, rồi tôi sẽ tạo cho cậu một bất ngờ đó. Mình cũng cho cậu một bất ngờ. Thôi bye bye, mai gặp nha. Bye bye. Ủa? Sao mẹ lại nhắn cho mình ta? Ba phải, em có biết á, liên hoan nó cũng có lịch sử của nó không? Nè, Tám Tuốt, nếu mà con không phụ mẹ một tay á, thì sẽ không có cái liên hoan nào xảy ra đâu đó nha. À, chắc con quên, để con phụ mẹ ngay. Bà mua với lại vịt ba phải ơi, bây giờ mình phải giúp mẹ rồi, chắc không chơi với mấy bạn được nữa đâu. Nhìn kia, ở đằng kia có ai kìa? Hình như là có người đi tới. Đúng rồi, là chị Siêu Ly. Chị Siêu Ly. Nó đâu có phải đâu. Ơ
Dạ con chào cả nhà. Chào con. Con là bạn của Chớp Chớp hả? Dạ đây là bạn Tú Vi, bạn học cùng lớp với con đó ba. Nếu là bạn cùng lớp với con thì mời bạn nhập tiệc cùng gia đình mình luôn đi. Dạ. Tú Vi, bạn đợi một xíu nha. Đợi siêu lì tới rồi tụi mình nhập tiệc luôn. Mà Chớp Chớp nè, siêu lì không có đến được đâu. Bạn nói gì? Ủa, có chuyện gì mà bữa nay bạn gọi mình ra muộn quá vậy? Mình muốn nhờ bạn đưa cái cây này cho Chớp Chớp rồi không? Mà sao bạn không tự đi đưa cho Chớp Chớp mà lại nhờ mình? Tại vì mình không muốn Chớp Chớp buồn. Với lại mình sắp cũng không ở đây nữa. Cái gì? Mình phải về nhà mẹ của mình rồi. Sao mà đột ngột quá vậy? Hơn nữa, tại sao bạn lại đưa mình? Tại vì mình xem bạn là bạn của mình á. Vậy mình sẽ cố gắng giúp bạn. Chắc giờ này bạn ấy cũng đã đi xa rồi. Siêu lì nói Chớp Chớp luôn là bạn thân, nên bạn hãy chăm sóc cái cây này thật là cẩn thận nha. Không thể như vậy được. Chớp Chớp. Chớp Chớp. Anh Chớp Chớp. Cực cool, du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá. Sưu tập thẻ cool, đổi quà cực cool. Săn ngay thẻ khám phá, có trong mỗi lốc sữa cool 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá, đổi ngay một gối siêu cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình cool. May mắn săn được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu cool nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu cool. Săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng cool, thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ cool tươi vui trong mỗi lốc sữa cool tươi vui hoặc cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ cool tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ cool tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu cool. Tích lũy được 24 thẻ cool tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu cool. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ cool vậy thôi các bạn ơi! Trong tương lai hãy đến nói với tôi này, tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện Chase Your Dream bằng bài hát của tôi này.